xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty Tapfixing chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới tất cả các bạn một dòng sản phẩm mới. Đó chính là một cây cần tay mang thương hiệu của Gamaseco. Thì như các bạn biết rồi đấy, thì thương hiệu Gamaseco là một thương hiệu mà công ty chúng tôi làm đại lý độc quyền phân phối tại thị trường Việt Nam từ rất là lâu rồi. Và hôm nay có một sản phẩm vừa được ra mắt, nhà máy cũng vừa sản xuất xong và cũng vừa mới gọi là hàng vừa mới đề về đến nhà chúng tôi, thì chúng tôi đã ra hồ và review cho tất cả các bạn cùng xem. Và cây cần đã được đặt trước màn ảnh của các bạn đây, nó chính là một cây cần Gamaseco Đại Sư. Và cây này với có độ cứng là 4.5H, đây các bạn có thể xem này. Đó, và cây này một thiết kế mới rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ. Các bạn có thể nhìn cái lóng 3.6 của nó, 4.5H mà cực kỳ nhỏ luôn. Đây các bạn nhìn này, nó còn chưa thể bằng cái ngón tay tay trỏ của tôi. Đấy, các bạn nhìn không? Đấy, và nó được kết hợp với màu trắng có những hoa văn họa tiết, nhất là đặc biệt ấn tượng cái gốc này. Các bạn có thể nhìn này. Đấy, nó thể hiện rõ cái vật liệu mà cái gốc này có thể hiện rõ cái vật liệu mà sản xuất ra cây cần này, đó chính là carbon toray này. Đấy, carbon toray của Nhật Bản, là vật liệu carbon 60T của Nhật Bản đấy. Đấy, rất là tuyệt vời. Đó, và thêm là có logo Gamaseco này. Đấy, có những cái thông tin rất là hay ở đây. Nói chung là cái gốc này họ làm theo một thiết kế mới rất là đẹp. Đấy, tiếp theo các bạn có thể xem này. Đấy, và có thêm một cái nhẫn nữa các bạn nhá. Và cây cần này được sản xuất với công nghệ rất là tiên tiến của nhà máy Gamaseco, đó chính là công nghệ xoắn X, carbon xoắn X. Và hơn nữa là cây cần này là đặc biệt là được sử dụng với carbon 60T, là carbon hàm lượng cao cấp nhất của Nhật Bản, thì đã sử dụng thêm công nghệ xoắn X vào nữa, nên là đã có những cái lớp vải carbon 60T chồng chéo lên nhau, đan chéo lên nhau và tạo lên một cây cần nhỏ nhẹ và cực kỳ khỏe các bạn nhé. Và hôm nay chúng tôi cũng đang ở hồ đây, và sau video review này tôi sẽ có những cái đoạn test cần để cho các bạn có thể cảm nhận được cây cần. Thật ra cây cần này tôi đã đánh thử rồi và không có quay video, nhưng mà đánh thử cây cần này rất là phê, tại vì nó nhẹ. Mà các bạn có biết không, đặc biệt là cái đối trọng của nó này. Đó, các bạn nhìn không, cái đối trọng của nó lên đến 10g, 15g, 20g. Đấy, nó lên đến 45g. Và là chưa tính cái lắp chui này, riêng ba cái cục này là 45g. Nhưng mà nó hay một cái là nó có thể thay đổi được. Thì cây cần này các bạn cũng như các bạn cũng đã biết rồi, nó chính là giống như cây hắc long và cây rồng vàng. Một đa số cần đời mới ra bây giờ là Gamma đều sản xuất theo thiết kế kiểu này, rất là vừa ý anh em. Tại vì là người nào thích đánh cho đối trọng nặng thì chơi đối trọng nặng. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, tiếp theo đây là lóng trong cần này các bạn nhé. Đây, và cây cần này là cây cần 3.6. Tôi đang cầm đây là cây cần 3.6 và có tất cả đầy đủ thông số, và thông số rất rõ ràng, thông số cực kỳ rõ ràng, và có những cái chống kẹt lóng. Đấy, các bạn nhìn không, cái độ hoàn thiện của Gamaseco cực kỳ cao luôn. Và Gamaseco còn rất là nghĩ cho người dùng, đó chính là có những cái mũi tên này. Với mũi tên này nó sẽ gióng xuống với cái đốt 2, đốt tiếp theo thì nó sẽ ý của mũi tên này là giúp các bạn ấy kéo thẳng cần ra. Đấy, giúp ra thẳng cần để cho cây cần, cái sợi liên kết carbon giữa hai lối có thể phát huy được tác dụng cao nhất. Đó. Đấy, các bạn có thể xem này. Tiếp theo đây, cây cần này. Đây, tôi sẽ lắp cái này vào. Đây, cây cần màu trắng rất là đẹp. Đây, tiếp theo đây cây cần. Và cây cần này họ ghi luôn thông số đây, các bạn có thể xem này. Họ ghi luôn thông số chiều dài trên cây cần này. Đấy, chiều dài là 3.6m này. Và số lóng là 4 lóng, tính cả lóng gốc chuẩn luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, các bạn nhìn không ạ? Những cái hoa văn họa tiết này các bạn để ý kỹ là họ đã dán và phủ một lớp bóng lên, phủ một lớp sơn bóng lên, nên là các bạn đảm bảo với tất cả các bạn luôn là cái lớp sơn này, những cái lớp hoa văn họa tiết này bền vĩnh cửu luôn các bạn nhá. Nó bất chấp mọi thời tiết nào cũng được, nó chắc chắn là rất là bền, kể cả thời tiết khắc nghiệt bên Trung Quốc hay là khắc nghiệt ở bên Việt Nam, thì cái những cái hoa văn họa tiết này nó cực kỳ bền luôn, bền đến vĩnh cửu cho các bạn luôn. Đấy, đây các bạn nhìn này, đây là lớp carbon này. Đấy, khoảng cách carbon, các bạn muốn biết một cây cần tốt hay là độ hoàn thiện cao hay là khỏe ấy, đấy thì các bạn phải nhìn vào những cái khoảng cách vòng carbon này. Các bạn phải để ý là nó rất là đều nhau. Đấy, nó cực kỳ đều nhau luôn. Chắc chắn là không thể thiếu những cái điểm khuyết được. Cái gì cũng thế thôi, nhưng mà các bạn phải nhìn đến 99% phải là đều nhau thì cây cần
lúc đó thì mới đảm bảo cái chất lượng. Đấy, đây là, còn đây là cái đoạn trên của dây cần Gamma Seco 2 carbon. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là lần này cây Gamma mới ra này thiết kế là rất nhiều chữ trên cần. Nó không như giống như những đời trước là nhiều hoa văn họa tiết, nhưng lần này thì rất là nhiều chữ, rất là nhiều thông số anh em có thể đọc luôn được ở trên cần. Đấy, ở đây nắp đầu cần này, đây đai chống nổ đốt này. Đây là cây tôi đang cầm đây, cây 36 rất là xinh, rất là đẹp. Đó. Đây. Đây các bạn nhá. Đây tôi đã rút ngọn của nó này, ngọn của nó là đầu xoay 360 độ. Đó. Đấy, và ngoài ra khi các bạn mua sở hữu cây cần này thì các bạn được tặng kèm một cái ngọn theo cần của Gamma Seco nữa, và theo cần cần nào vào cần đấy, cũng như là bao nhiêu cây cần khác mà các bạn đã từng xem và theo dõi, thì đây là cái ngọn zin của cây cần. Thật sự là không có gì đáng nói khi mà những cái đặc biệt tôi muốn nói, những cái chi tiết nhỏ như này, nó chính là một cái ống đựng ngọn thôi. Các bạn đấy, cái ống đựng ngọn này các bạn nhìn chưa, đấy họ làm một cái ống nhựa rất là dày và ống to kinh khủng luôn, và hơn nữa là những cái đầu lắp bịt. Thật sự là những cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó mang đến cảm giác cho tôi luôn là cảm giác rất là gọi là chú trọng cây cần. Có nghĩa là nhà máy họ rất là quan tâm đến sản phẩm, ra đầu ra của sản phẩm đấy là họ sản xuất rất là tỉ mỉ và chi tiết. Còn riêng về chất lượng thì đảm bảo với tất cả các bạn luôn, carbon 60T thì không phải nghĩ luôn. Đấy, đây là ngọn gì của cây cần này và ngọn tặng theo này. Đấy, đó mà đây, nó rất là tuyệt vời. Và ngoài ra thì cây cần này có chế độ bảo hành như là những cây cần trước đây thôi, đó chính là bảo hành thay hai lóng trong toàn bộ lóng trong một năm. Đấy, miễn phí. Đấy, này các bạn xem này, cái mũi tên mà tôi vừa nói với các bạn đây này, đây tôi sẽ ra cho các bạn xem nhá. Đây, khi mà ra là cần này, các bạn sẽ thấy một cái mũi tên như này đó. Và khi tôi ra, tôi sẽ hay ra này, tôi kéo căng như này và tôi sẽ xoay nhẹ một cái như này nữa, thì cái mũi tên này tôi nhìn cảm giác là gọi là thẳng nhau, các bạn cũng thế, cảm giác là sẽ thẳng nhau. Và như này thì khi tôi đánh tôi rất là yên tâm về cái gọi là phát huy tác dụng gọi là công lực của cây cần. Đấy, đấy, đốt trang trí rất là đẹp. Đấy, đốt dưới cũng thế các bạn nhá, nói chung là đốt nào cũng vậy hết đấy, đốt nào cũng vậy, rất là tuyệt vời. Đấy, và bây giờ tôi sẽ ra cây cần này và tôi sẽ vẩy thử cho các bạn xem với độ cứng 4.5H thì các bạn cảm nhận được cây cần một phần là như thế nào nhé. Ok, bây giờ tôi sẽ ra cần cho các bạn xem nhé. Đấy, mũi tên này thẳng tắp luôn. Đó. Đó. Và trước mặt các bạn đây đó chính là một cái hồ cá sản. Hồ này cá rất là to, nhưng mà có những con cá rất là to, và cái hồ này là cái hồ mà tôi sẽ test cây cần này ở đây. Đấy, và có một cái mà tôi không khoái lắm, đó chính là hồ này cực kỳ nhiều cá rô đồng, gọi là rô đồng vuông. Đấy, và nó sẽ làm cản trở cái việc mà bắt được cá to, tại vì những con cá rô đồng thật sự nó không đủ để test cần, nó rất là nhỏ. Đấy. Đấy, và đây các bạn xem là khi tôi ra cần này, 36 này, thẳng tắp luôn, 4.5H. Và chắc chắn là những cái dòng cần mà hàm lượng carbon cao như này thì kể cả cần mềm, trừ những cần gọi là 3H hay là mềm quá thôi, chứ còn bình thường 4H thì các bạn ra đến 6.3 nó vẫn thẳng các bạn nha. Đây các bạn có thể xem. Đấy, đây là cây cần nhá. Tôi sẽ vẩy cho các bạn xem này. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Có nghĩa là nó rất là lẩy. Nó rất lẩy, và đặc biệt là nó lẩy ở cái ngọn. Nó lẩy ở cái ngọn rất là cao. Đấy các bạn nhìn không? Đó. Ok, và bây giờ xin mời các bạn cùng đi theo tôi để test cây cần này các bạn nhá.
đóng hàng rồi các bạn nhé. Con này rất là to luôn. Uấy, ui dồi, các bạn nhìn kìa. Wow, cây cần cong cực kỳ phê luôn. Cong cây cần rất là đẹp luôn các bạn nhá, rất là phê. Wow. Con này tôi nhìn như con chấm vậy. Tôi đang đánh là trục 1.0 và thẻ 06 các bạn nhé. Thẻ 06 carbon luôn. Con này rất là to. Wow, rất là phê luôn. Đổ bờ, đổ bờ. Đấy, con cá rất là to các bạn nhá. Và các bạn có thể thấy được cái độ giữ dây của cây cần rất là tốt. Đấy, tôi sẽ cố gắng bắt được cái con này để cho các bạn xem. Wow, rất là phê. Nó vẫn chưa chịu thua tôi các bạn. Thật sự là cây cần này cây cần 3m6 các bạn nhá. Wow, con mè to lắm các bạn ạ. Thật sự nó rất là khỏe. Và đồ tôi thật sự đánh hơi nhỏ nên là không dám gồng với nó. Thật là không may là cái trục của em nó đã bị đứt. Do cũng đánh nhiều rồi, đánh mấy ca rồi, đánh cả thi đấu mấy trận rồi nên là cứ chủ quan cái trục 1.0. Thế là vậy là nó đã đứt và con cá nó đã tha cả phao em ra hồ rồi. Rất là tiếc, rất là tiếc. Và nhưng mà các bạn cũng có thể nhìn thấy được cái độ cong và dòng cá của cây cần đại sư này rất là tuyệt vời. Nhưng mà có một chút lỗi kỹ thuật xảy ra, đó chính là do em thiếu cẩn thận nên là đã bị đất trục. Đấy, và đã tha mất quả phao đi rồi.
Và bây giờ em sẽ đi tìm lại quả phao. Và các bác qua cái video các bác có thể nhìn thấy được cái độ dòng cá, độ giữ dây, độ cong của cây cần đại sư này rất là tuyệt vời. Đó. Và bây giờ tôi sẽ xin phép là kết thúc video để tôi đi tìm lại quả phao của tôi. Thật sự quả phao của tôi nó, tôi rất là quý nó. Các bạn có muốn thắc mắc gì thêm về cây đại sư hay đại sư này, hay là muốn đặt hàng thì liên hệ với chúng tôi số hotline bán lẻ 0396908996 và số hotline bán buôn là 0911985588 0345685588. Đấy, hoặc là truy cập website của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết các bạn nhé. Ok, các bạn thấy video của chúng tôi hay thì hãy like và chia sẻ cho chúng tôi. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm những video mới các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.